Vậy mình vô nha. Là sao? Mày nói đi. Có một khảo sát hơn 10% tiền kỹ thuật số chỉ đứng sang bất động sản và cổ phiếu. Nói đơn giản á, bây giờ ông thấy người ta xài ví điện tử đầy ra đó, tiền kỹ thuật số thì cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng mà tài sản điện tử thì có đáng tin cậy không? Quy định pháp lý như thế nào? Bảo mật thông tin ra làm sao? Anh nên nhớ, thế giới ảo đang lên ngôi, và tiền kỹ thuật số cũng là một thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Trời, trời ơi, em để số 1. Thảo nào em là nhà đầu tư nhạy bén nhất với bất động sản. Nè, chuyện đầu tư ngày hôm nay á, thôi để hôm khác à, hôm khác gặp sau. Ok, vậy thôi, tôi về trước nha. Gặp sau ha. Đang định nghe lời anh ta đi đầu tư hả? Không, tham khảo thông tin thôi mà. Vậy thì tốt. Sao vậy? Ý chú là cái vụ này không tốt đó hả? Muốn nghe lời khuyên chân thành không? Muốn. Như thế nào? Thế mạnh của mình là cái gì thì tập trung vào cái đó. Anh là người có chỗ đứng trong giới bất động sản, tiềm lực kinh tế mạnh. Thì sao không đầu tư vào bất động sản mà còn đi tìm hiểu vào một lĩnh vực khác, một lĩnh vực mà mình hoàn toàn không hiểu gì hết. Lĩnh vực nào là thế mạnh của mình thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Thì anh cũng đang định là đầu tư vào mấy cái dự án bất động sản đó chứ, nhưng mà chưa tìm được dự án nào ưng ý thôi. Cái đó thì tôi biết. Tôi đang biết một dự án biệt thự nghỉ dưỡng ở miền Trung. Anh có hứng thú không? Biệt thự nghỉ dưỡng ở miền Trung hả? Nhưng mà sao vậy? Còn phân dân à? Không muốn tạo ra kỳ tích từ số cổ phần ban để lại sao? Thì cái dự án này có sinh lợi không? Là siêu lợi nhuận. Các chuyên gia bất động sản và các nhà đầu tư, nhóm dự án này là dự án đáng mong chờ nhất trong năm. Cá nhân tôi cũng rất là muốn đầu tư vào dự án này lắm, nhưng mà nguồn vốn của công ty tôi không đủ. Trong khi anh có đầy đủ, không tham gia thì rất tiếc. Cần bao nhiêu? Có thể là gấp đôi số cổ phần anh đang có. Gì? Gấp đôi hả? Thuyền lớn, nước lớn, chắc chắn sẽ có cá lớn. Anh cứ từ từ suy nghĩ đi, nhưng mà đừng có lâu quá đó. Tôi sợ người ta giành phần. Cơ hội không có đến hai lần đâu. Giao hết cổ phần cho con. Trời ơi, mày nói nhỏ thôi. Con lại gây ra chuyện gì nữa đúng không? Nữa? Cứ đụng tới con là mẹ lại nói con gây chuyện. Chứ con có bao giờ tạo cho mẹ cơ hội tin tưởng con đâu. Ngay cả mẹ còn nói vậy thì con biết tâm sự với ai đây? Chán quá. Thôi được rồi, con định làm gì? Con định đầu tư vào dự án hot nhất năm nay mẹ à. Ai xúi con vậy? Trời ơi, mẹ cứ toàn như vậy. Thiệt tình. Mẹ, dù cho mẹ không tin con nhưng cũng phải tin người này. Sao vậy mẹ? Người này... Mẹ cũng biết Việt Bách hả? Không. Nhưng mà mẹ cần phải suy nghĩ. Trời đất ơi, mẹ nghĩ làm gì nữa? Đợi mẹ nghĩ xong có khi người ta nhảy luôn vào cái lô đất này rồi. Tại sao thằng Bách lại muốn làm ăn với thằng Minh? Hơn nữa, năm xưa chính anh Nam là người... Mẹ mẹ coi nè, Việt Bách là siêu nổi tiếng trong cái giới bất động sản này đó. Chỗ thân thiết lắm Việt Bách nó mới giới thiệu cho con đó. Nếu như bây giờ mẹ con mình không nhảy vào ha, người khác sẽ nhảy liền vô. Là siêu lợi nhuận đó mẹ. Từ đó ba lại nói con trai không biết đón đầu xu hướng, rồi không biết dự báo tương lai. Tới lúc đó thì có khi là trong nhà này chỗ đứng con còn không có, chứ nói chi ngoài xã hội.
Nhưng mà... Trời ơi, nhưng gì nữa mẹ? Mẹ, con nói mẹ nha. Bây giờ tin con một lần thôi. Một lần duy nhất thôi. Con muốn cho ba thấy con trai của ba làm nên chuyện. Được không mẹ? Mẹ tin con đi mà. Một lần này thôi. Con xin có một lần này thôi nha. Mẹ tin con đi. Đi một lần thôi. Đi mà mẹ. Mẹ, mẹ. Mẹ cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ gì nữa, cho con đi. Một lần này thôi. Nha mẹ. Một lần thôi mà mẹ. Con trai độc nhất của mẹ xin mẹ đó. Đi một lần thôi. Con chỉ xin một lần. Có gì cho em làm rồi đó. Không say là không về. Go. Hôm nay là phải say với anh nha. Không say là không được về. Nhớ chưa? Uống đi. Vô. 1, 2, 3. Vô. Ăn đi em. Uống đi anh. Ủa? Trời ơi, em để. Ngồi xuống đây. Các em, tiếp rượu cho thằng em của anh coi. Nhanh lên. Dạ, nhanh lên. Dạ, em mời anh. Uống đâu, anh uống đi. Một lát tôi còn phải lái xe nữa. Anh kêu người lái xe về cho em. Uống đi. Uống đi anh. Tôi không uống. Nè, anh nói thiệt nha. Chú nên bỏ ra khỏi đầu đứa em gái hờ của anh đi. Anh tự thấy nó là một con bé rất nhạt nhẽo. Các em. Dạ. Nhưng ngày hôm nay, để cho em rể đây quên đi đứa em gái hờ của anh. Vậy thì các em phải chịu em rể của anh hết mức. Dạ. Vô. Vô đi. Uống đi. Uống. Uống đi anh. Em rể uống đi. Anh à, sống thật với bản năng một chút đi anh. Nha anh. À, đau quá. Đi, thôi đi. Không thích thì thôi. Tha cho người ta đi mà. Nè, qua đây. Thôi các em, vô trong kia. Để tên bàn chuyện quan trọng nha. Dạ. Vô đi. Dạ. Đáng lẽ không nên bàn câu chuyện ở những chỗ như vậy. Thì hôm nay anh muốn anh em mình giải trí chút xíu. Cũng coi như là chuyện nên làm mà em. Tôi không thích gái uống. Với lại bàn câu chuyện làm ăn nên nghiêm túc tập trung. Anh biết là phải tập trung. Dù sao đi nữa, dự án này anh đã dốc hết toàn bộ cổ phần vào rồi. Cho nên lần này chắc chắn phải làm được. Nhất định phải thành công ha. Điều đó là đương nhiên. Tôi sẽ đứng sau hỗ trợ anh. Còn mọi chuyện thì anh phải tự lo. Ok, rất tốt. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Anh sẽ làm được những chuyện mà thiên hạ phải trầm trồ. Thì chắc chắn rồi. Bây giờ quan trọng nhất là phải có tiền đầu vô, đầu tư vào dự án. Thiên hạ lần này chắc chắn sẽ phải trầm trồ vì dự án của anh em mình. Bây giờ nên chúc mừng cho thành công của ngày hôm nay. Vô, lên. Woo.